Hôm nay tôi đang ở trên đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì đây mà các bạn thấy không? Hôm nay là 24 Tết, cho nên tất cả các nhịp sóng hối hả. Ngay ở trên đường Lê Duẩn thì một số cái công tác chuẩn bị hoàn thành. Năm nay không biết là ở ngay trung tâm thành phố có làm cái chương trình gì. Có một cái số cái pano về lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thấy không? Một số cái pano là triển lãm mừng Đảng mừng Xuân, mừng Đảng Văn Quang Vinh. Cái công trình từ xưa cho đến nay. Và ở phía sau lưng đó là có phun một số nước để chuẩn bị mát mẻ và cây xanh tốt chuẩn bị cho Tết con cháu. Thưa quý vị các bạn, tôi đang ở trên đường Lê Duẩn. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái đoạn đường cung đường. Từ đoạn đường này thì cắt ở đường này thì có nhà thờ Đức Bà. Tôi sẽ quay rất chậm cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là đường Pasteur. Một số cái biểu tượng của bông mai tôi là tượng trưng cho cái miền Nam, đang là tượng trưng cho miền Bắc, còn mai thì tượng trưng cho miền Nam. Quý vị và các bạn thấy không? Đường phố ở trên đường Lê Duẩn tắc nghẽn, người qua lại. Ở đây là giao lộ giữa Pasteur và Lê Duẩn, quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn thấy xa xa đó, ở phía sau đó, quý vị và các bạn thấy đó là Dinh Độc Lập. Vừa qua đi ngang đây thì thấy Dinh Độc Lập có các chương trình các em đã cắm trại rất là vui. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đến nhà thờ Đức Bà nhé. Năm nay thì ở phía ngoài của nhà thờ Đức Bà thì có trùng tu. Tuy nhiên rằng là cũng giống như nhà thờ Hà Nội thì nhà thờ Đức Bà thành phố Hồ Chí Minh sẽ trùng tu ở phía ngoài, nhưng vẫn giữ được cái nét cổ kính cái xưa của cái thời, để người ta thấy được cái nét cổ, cái nét văn hóa của nhà thờ. Quý vị thấy không? Xa xa nó thoáng như nhà thờ Đức Bà. Cái biểu tượng là chúc mừng năm mới 2018. Đây là nhà thờ Đức Bà nha quý vị và các bạn. Nhà thờ Đức Bà thì nó giao giữa hai con đường là đường Lê Duẩn và đường Công xã Paris. Giống như hồi nãy tôi nói là giao nhà thờ Đức Bà có một cái sự trùng tu, tuy nhiên là ở phía ngoài vẫn giữ được cái nét cổ kính của nhà thờ. Thật ra thì lý do là tôi quay cái nhà thờ Đức Bà thì tôi có một cái cô bạn, cô cũng cỡ trạc bằng tuổi tôi, cô cũng ở huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Bữa cô nói với tôi một cái câu là, thú thiệt với Thu rằng là tôi chưa có bao giờ đi lễ nhà thờ Đức Bà. Ở đây tôi sẽ quay cho quý vị thấy một cái khung cảnh của nhà thờ Đức Bà, cũng giống như cái mô hình của nhà thờ Đức Bà ở Hà Nội. Thì ở phía trước có cái tượng Đức Mẹ. Quý vị thấy không? Buổi tối thì ở trên cái đường Đồng Khởi này sẽ có rất là nhiều đèn.
thì một số các họ sẽ một đến ở nhà thờ Đức Bà và họ sẽ quay một cái số cảnh. Đây là thờ Đức Bà. Thì trước đây vài năm thì có một cái hiện tượng mà không biết là có thật hay không là bức mẹ khóc ở nhà thờ Đức Bà, nhưng mà hiện tại thì cái việc đó cũng đã xong. Các bạn thấy không? Có một số rất nhiều các du khách tham quan chiêm ngưỡng cũng như cầu nguyện đến với Đức Bà, cầu mong một cái sự bình an trong năm mới, cầu một cái mặc dù là khác về tôn giáo, khác về giới tính, khác về tín ngưỡng, tuy nhiên cái sự chiêm ngưỡng cũng là không phải là cái sự tín ngưỡng. Ở bên này là vương cung thánh đường của nhà thờ Đức Bà, và bên kia nữa là cái nhà sách của Đức Bà. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đi một cái vòng của nhà thờ Đức Bà. Thì bên cạnh của nhà thờ Đức Bà đó sẽ là một cái bưu điện thành phố. Quý vị và các bạn thấy một số người họ chỉ cần dừng lại, họ cầu nguyện một gì đó, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho từng cá nhân, họ cầu nguyện cho họ qua một kỳ thi, họ cầu nguyện cho một cái năm làm ăn phát triển, cầu nguyện cho cái sự sung túc, cầu nguyện cho sức khỏe. Có biết bao nhiêu những cái vấn đề cần cầu nguyện. Đây là bưu điện thành phố nha quý vị và các bạn. Đó. Thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn quanh vòng quanh nhà thờ Đức Bà. Và phía xung quanh nhà thờ Đức Bà thì có những cái tấm ảnh pano để biểu tượng nhà thờ Đức Bà vào những năm trước giải phóng, vào những cái lễ Tết. Và rất là nhiều phía trong và phía ngoài cảnh nhà thờ Đức Bà. Ở bên này là Ủy ban nhân dân quận nhất nha quý vị. Ở phía bên này ngay cái vườn hoa đó là Ủy ban nhân dân quận nhất. Cái vòng xoay này gọi là vòng xoay công xã Paris. Phía đối diện của quý vị và các bạn đang thấy đó là Diamond, một cái nơi mà rất là đồ ăn, đồ uống, tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Diamond mà. Quý vị và các bạn không? Thấy không? Ở bên phía kia đường là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở phía bên kia đường là Diamond. Đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm của tôi trong một cái góc của người thành phố vào những nhộn nhịp của ngày cuối năm. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thích like, share thì hãy bấm vào cái nút đăng ký là cái chuông ở phía bên cạnh nha quý vị và các bạn. Thật ra thì cái chuyên ngành của tôi là luật sư, là nói về luật. Tuy nhiên là đầu năm cũng thấy hay quá, cũng thấy luật muốn quay lại những cái góc kỷ niệm của một cái Tết con chó. Cho nên tôi muốn quay tặng quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái điểm chung. Người giàu, người nghèo, người khác tôn giáo, về giới tính, về trình độ, về độ tuổi, thì chúng ta cũng cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là Tết âm lịch Việt Nam. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe.